Hey, hello anh em, mình là Bye, bye đây à, thì Hiện tại mình đang ở Kingdom 1254 à, Thì anh em cũng như anh em đã biết đấy là 1254 bị đuổi ra khỏi cái KVK đăng ký KVK Nhưng mà có một số thông tin cho mình biết được là 1254 là nói chuyện trực tiếp với cả Lilith Và đòi Lilith Cho vào cái map mới Để được đánh KVK à, Thì thông tin này là mình khẳng định là có thật Đây là một cái bức ảnh mình được nhận được từ một anh một bạn xem livestream của mình đây là ảnh nói chuyện với cả một này một chín thì ở cái đây thì người ta nói là cái ông Sin Brave ông nói là so Lilith one evidence that we are agreeing to this KVK uh, so we we'll request a please write that you're willing to go into this KVK with 1254 and what kingdom you farm or screenshot if you're indeed still interested thì ông bảo là uh, Lilith muốn uh, gọi là bằng chứng là đã có một cái sự gọi là đồng ý của những kinh đầm lấm là sẽ cùng đánh nhau với 1254 ở trong cái KVK này và họ muốn những cái vua của những kinh đầm lấm này gửi thông tin trực tiếp cho uh, những cái người hỗ trợ vip cái người hỗ trợ vip support anh em ạ ok để người ta có thể người ta quyết định có cho 1254 vào KVK uh, map mới không anh em ạ <laughs> thì đây là đòi những cái kinh đầm lấm đưa tin Uh, nói chuyện với lê Lịch trực tiếp để lê cho vào nhưng mà hình như là không biết là có nói trực tiếp hay không anh em ạ mà hôm nay là ngày uh, quyết định là có được vào kvk không anh em này ơi trời ơi không được vào anh em ơi một hai bốn là vẫn ở ngoài <laughs> uh, không đăng ký này uh, map này cũng không đăng ký anh em ạ ai một hai bốn ơi thôi kiểu này uh, nghỉ uh, Nghỉ, Rise of Kingdom đi đánh đi, đi chơi game mới uh, Co of Dragon thôi. <laughs> hiện tại xem là xếp hạng không à Ờ uh, sức là sức mạnh liên minh vẫn là 15 tỷ 4 13 tỷ 11 tỷ 11 tỷ, 11, tỷ 7 tỷ vẫn còn rất là to uh, Sức mạnh vẫn còn khá là ác anh em ạ. Ờ Yoda tỷ 6 anh em này. Yoda sức to thế nhỉ? Mẹ dưới này toàn mấy ông mấy trăm triệu anh em ạ hay nhưng mà thông tin nữa là 846 cũng không tìm thấy đối thủ anh em nhé à, 846 mặc dù là sau khi uh, được uh, liên liệt cho so, liên liệt cho so sự lựa chọn thứ hai uh, là có đi um, có, có có muốn vào KVK không ấy thì 846 là đăng ký vào map uh, uh, Bản Anh Hùng K nhưng mà mình nghĩ là sức mạnh của 846 cũng khá là to nên là không tìm thấy đối thủ anh em ạ cái chỉ số của 846 to mà đúng không mấy tỷ mấy tỷ kêu mà thì hiện tại là bản hồng ca là không đăng ký ở ờ, vừa lãi là không không tìm thấy đối thủ bây giờ là hiện không đăng ký rồi thì cái vấn đề đây là tại vì thằng 846 nó bỏ map mới đúng không nên là thằng một thằng một hai bốn mới không tìm được kvk hận chuyến này hận mẹ 846 rồi kiểu này mẹ đợt sau đăng ký có khi mẹ tìm 846 phang lừa <laughs> lừa 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 xem 846 đăng ký map nào nhảy vào phang 846 mùa sau cửa anh em nghĩ kiểu này không Kiểu này năm bốn mùa sau có có, có đi săn một tám bốn sáu anh em ơi mình nghĩ khả năng lại làm kiểu giống kiểu phở ngày xưa ấy một năm sáu ngày xưa anh em ạ tìm lừa 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 xong rồi đợi đến lúc phút cuối săn tám bốn sáu anh em ạ tôi đoán nhá kiểu này đợt sau đăng ký là một hai năm bốn là sẽ đi tìm săn một tám bốn sáu anh em à, để xem thế nào các chú nhá xin liên lịch mà nó không cho vào kvk khổ quá à.